Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự cấp huyện ngày 7 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những tin chính. Trường mầm non Hoa Phượng xã Bắc Hiến đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn mức độ 2. Ý tưởng hội thảo giống ngô lai PAC 999 Super vụ đông năm 2014. Mặt trận Tổ quốc xã bàn giản với phong trào xây dựng nông thôn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 6 tháng 1, trường mầm non Hoa Phượng, xã Bắc Hiến, huyện Bình Xuyên tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Dự lễ có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên. Trường mầm non Hoa Phượng được thành lập từ tháng 12 năm 2005. Năm 2013, nhà trường có địa điểm mới khang trang sạch đẹp. 100% các phòng học và các phòng chức năng được xây dựng theo đúng chuẩn. Trong công tác giáo dục, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích cao. Hiện nay trường có 11 lớp học với 280 cháu và 15 cán bộ giáo viên. 100% giáo viên đạt chuẩn, 53% đạt trên chuẩn. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ được nâng cao, phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi đạt 100%. 100% trẻ được ăn bán trú tại trường. Cơ sở vật chất nhà trường được xây dựng khang trang, có đầy đủ các phòng học và phòng chức năng. Công tác xã hội hóa cũng được thực hiện hiệu quả. Với thành tích đạt được, nhà trường vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Giáo dục, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng hoa chúc mừng và trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cho tập thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các cháu học sinh trường mầm non Hoa Phượng. Sáng 6 tháng 1, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, huyện Vĩnh Tường phối hợp với công ty Advanta và Hợp tác xã Nông nghiệp xã Tam Phúc tổ chức hội thảo giống ngô lai PAC 999 Super vụ đông năm 2014. Đây là giống ngô lai đơn thế hệ mới, có nguồn gốc từ Thái Lan, được công ty Advanta nghiên cứu lai tạo. Giống có thời gian sinh trưởng từ 105 đến 115 ngày. Cây thích nghi rộng, phù hợp trên nhiều loại chân đất, trồng được nhiều vụ trong năm. Ngô PAC 999 Super có đặc điểm cứng cây, thân to, mập, bộ rễ chân kiềng khỏe, chống đổ ngã tốt, khả năng kháng sâu bệnh khá, cho năng suất cao. Đặc biệt, thân và lá cây xanh đến khi thu hoạch nên có thể tận dụng làm thức ăn cho gia súc. Tôi trồng ngô cái vụ này chín còn chín đấy là tôi thấy là dễ chăm mà xanh từ gốc đến ngọn. Mà sâu cay, trâu bò cũng ăn tốt, thế mà hai nữa là sâu bệnh nó không có vướng mắc, không có nhiều sâu, không có sâu. Kết quả theo dõi thời gian sinh trưởng của giống ngô này cho thấy tỷ lệ mọc đều đạt 90-95%, cây sinh trưởng khỏe, thời gian chỗ cờ tung phấn kéo dài nên hạt đóng kín bắp. Ước tính giống ngô PAC 999 Super cho năng suất 300 kg một sào với giá bán 6.000 đồng một kg, sau khi trừ chi phí cho thu lãi 1,8 triệu đồng một sào. Nếu trồng 2 vụ một năm thì giống ngô này cho thu nhập khoảng 3,5 triệu đồng một sào, cao hơn nhiều so với các giống ngô lai đang được trồng trên địa bàn huyện. Có thể nhận định với cái năng suất ước đạt khoảng 3 tạ trên một sào và cái tận thu cái sản phẩm phụ trong cái thức ăn đối với trâu bò là rất tốt. Với cái kết quả từ mô hình này, chúng tôi sẽ tiếp tục có cái tuyên truyền tới các hộ nông dân trên địa bàn để các vụ sản xuất tới đây mở rộng cái diện tích này đem lại cái hiệu quả kinh tế trong sản xuất. Qua tham quan thực tế đồng ruộng và thu hoạch điểm cho thấy giống ngô lai chất lượng tốt, thích hợp với điều kiện canh tác của địa phương, có thể mở rộng sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác. Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Bảo trợ Người Tàn Tật và Trẻ Em Mồ Côi huyện Tam Dương đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Lâu và Trường Trung học Cơ sở Hoàng Lâu trao quà cho chị Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1980, ở khu 8, thôn Vỏ, xã Hoàng Lâu. Món quà là chăn bông và áo ấm mùa đông do các thầy cô giáo trường trung học cơ sở Hoàng Lâu quyên góp ủng hộ. Chị Nguyễn Thị Hồng bị liệt toàn thân nhưng với ước mơ cháy bỏng, lòng khát khao và nghị lực phi thường, chị đã tự viết chữ trên máy vi tính bằng cách ngậm cây bút trên miệng của mình. Với bút danh Lê Hồng, chị đã sáng tác tập thơ mang tên Vần Thơ Không Cháy Hết với trên 103 bài thơ do nhà xuất bản Văn Học phát hành. Tháng 7 năm 2014, chị được VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam trao phần thưởng trị giá gần 50 triệu đồng trong chương trình Vì Bạn Xứng Đáng.
Hội cựu chiến binh huyện Sông Lô vừa trao tiền trợ giúp xây dựng nhà ở cho bà La Thị Phú, hội viên hội cựu chiến binh thôn Đồng Soi, xã Hải Liệu, từ nguồn quỹ nghĩa tình đồng đội với số tiền 30 triệu đồng. Cựu chiến binh La Thị Phú thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hay đau ốm bệnh tật, ngôi nhà ngói từ lâu đã xuống cấp. Từ số tiền dành dụm được cùng sự trợ giúp bằng tiền, ngày công của hội cựu chiến binh, ngôi nhà của bà La Thị Phú đã được xây dựng khang trang với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Ngôi nhà mới sẽ giúp gia đình cựu chiến binh La Thị Phú ổn định cuộc sống và có điều kiện tốt hơn để phát triển kinh tế gia đình, đồng thời thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo nhà ở cho các đối tượng chính sách. Chương trình được tiếp tục với những thông tin về công tác xây dựng nông thôn mới. Để góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Long, huyện Tam Dương đã ra quân vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh trên địa bàn xã. Không chỉ làm tốt công tác vệ sinh môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Long còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình không được vứt, đổ rác bừa bãi. 100% các hộ gia đình phải có thùng, sọt đựng rác để giữ gìn vệ sinh, tạo môi trường xanh sạch đẹp. Những việc làm thiết thực trên không chỉ góp phần đảm bảo môi trường sống mà đưa Kim Long trở thành xã chuẩn nông thôn mới trong năm 2014. Cùng với việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã Ban Giản, huyện Lập Thạch đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần cùng với địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2014, Mặt trận Tổ quốc xã cùng các tổ chức thành viên đã tuyên truyền vận động nhân dân các thôn Xuân Me, Đông Lai, Tây Hạ hiến được trên 1.200 m2 đất để làm đường giao thông nội đồng. Vận động đóng góp 640 triệu đồng để bê tông hóa đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Vận động nhân dân góp tiền của ngày công để cơi nới nhà văn hóa thôn Xuân Me trị giá trên 100 triệu đồng. Trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền các cơ chế chính sách hỗ trợ của cấp trên để nhân dân nắm được. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho người và gia súc gia cầm. Qua phong trào này, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu chính đáng. Trong năm 2014, xã có trên 80% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, trên 57% thôn đạt làng văn hóa. Nhờ thực hiện tốt vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận Tổ quốc xã Bàn Giản đã góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Đến nay, xã Bàn Giản đã hoàn thành được 13 trên 19 tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Xác định đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ cốt lõi. Thời gian qua, trường Trung học cơ sở Lãng Công, xã Lãng Công, huyện Sông Lô đã tích cực triển khai đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá học sinh trong quá trình học tập, tạo sức bật mới cho một ngôi trường thuộc diện còn nhiều khó khăn của huyện. Để làm tốt công tác này, nguồn lực giáo viên và cơ sở vật chất được xem là yếu tố quyết định đến chất lượng giảng dạy. Hiện nay, nhà trường có 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Nhà trường thường xuyên bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ, chú trọng phương pháp dạy học thông qua các hoạt động của học sinh để kiểm tra và đánh giá chất lượng cán bộ giáo viên. Các giáo viên còn tạo điều kiện hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, phát huy năng lực độc lập trong học tập của học sinh. Cùng với đổi mới phương pháp dạy và học, trường Trung học cơ sở Lãng Công luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Hiện nay, nhà trường đã có đủ các phòng học, phòng chức năng phục vụ cho cán bộ giáo viên và 358 học sinh, đảm bảo học 2 ca một ngày. Ngoài ra, nhà trường còn gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Năm học 2013-2014 vừa qua, nhà trường có 154 giải học sinh giỏi các cấp, trong đó có 3 giải cấp quốc gia về văn hóa, 22 giải cấp tỉnh, có 50% học sinh đạt học lực khá giỏi, hoàn thành phổ cập giáo dục đến mức độ 2. Các giáo viên trong nhà trường còn tích cực nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, từ đó giúp học sinh say mê môn học và tiếp thu bài giảng tốt hơn, đồng thời tạo môi trường thân thiện khi các em đến trường. Phải làm sao để cho các em thật sự yêu thì mới học tốt cái môn của mình được. Tiếp theo nữa là để cho các em không thụ động thì tôi đã tiến hành bồi dưỡng cái tư duy sáng tạo cho học sinh, hướng dẫn các em học theo cái bản đồ tư duy và sơ đồ tư duy đối với từng bài, từng chương và từng phần một cụ thể. Với những nỗ lực không ngừng của thầy và trò, tin rằng năm học 2014-2015,
trường trung học cơ sở Lãng Công sẽ gặt hái được nhiều thành công mới. Chương trình thời sự cấp huyện hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.